Xin chào quý vị nha. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị đi tham quan bảo tàng nghệ thuật ở thành phố New Orleans của bang Louisiana. Quý vị, look at that. That's called NOMA, New Orleans Museum of Arts. Sao kiếm được? Boy, it's a hot day. 95 degrees in New Orleans. Okay, people. Look at this. Look at the architecture. So cool, right? Roman style inspired column. Wow, very cool. Vì cái bảo tàng nó bự chà bá luôn. Bảo tàng nghệ thuật. Quá đẹp. Quá lộng lẫy xung quanh á. Bối cảnh xung quanh. Rồi coi người xa cung đường quá đẹp. Yeah, let's go inside, people. Đi á. I can feel the cold air. Lobster, fruits. See how fresh the fruits is. Cái này mấy trái cây mới cắt bây giờ còn tươi nữa không? And look at how cool it is. It portrays different kind of birds. Nhiều loại chim khác nhau nữa không? Không, mình không biết tên nhưng mà coi như nhiều loại chim khác nhau. Còn con này, con hổ. Con này là con gì trời, xí đó. Nhiều loại hoa quả trái cây khác nhau nè. Còn bên đây là raspberry, gì là blackberry, white grapes, red grapes, peaches. Xem cool. Còn bên đây là xem thì feel like some cảnh cảnh mà gọt trái cam mà mới gọt. Rồi gọt và còn cái muối luôn rồi. Here we got some oyster, oranges, cam tươi bởi vì cam mới ấy. Còn trên này là cam hư nè, thấy không? Sí, trái fig nó bị hư nè. Còn đèn là tươi nè. And as progress is going from dark to colorful. The Northern European Renaissance, thời phục hưng có bắt đầu từ Northern European Renaissance, the rebirth of art, science and philosophy, following the medieval era, took shape in the 15th and 16th centuries. Major intellectual and cultural developments include the invention of the printing press, increased international trade. Là thời khai sáng nghệ thuật, khoa học và dân học. Sau khi mà thời Trung cổ, xảy ra vào thế kỷ 15, 16, thấy không? Coi như là nguồn trí thức cũng như là phát triển văn hóa dồi dào thời đó, bao gồm coi như là phát triển một cái máy in. Look at that. Look at this painting right here. Look how realistic it is. Very cool, right? Nhìn tranh trong đây quá đẹp quá vậy. Quá đẹp. Coi nè, bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật. Bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật, quá đẹp. Nè quý vị coi cái bức tranh này nè. Đây là hai đức Hồng Y đang nói chuyện nè. See how realistic it is. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left.
cái gì đó, gì thấy cái bảo tàng nó bự chà bá luôn, bảo tàng nghệ thuật quá đẹp, quá lộng lẫy xung quanh á, bối cảnh xung quanh rồi coi người xa cung đường quá đẹp. Ai da, ai nè,